Silas được chốt dành cho Seohu thì đây sẽ là một ngày mà Seohu muốn lấy lại cái phong độ của mình đã mất ở trong cặp đấu trước đó. Và bên phía của Weibo Gaming đã hoàn thiện xong đội hình của mình rồi. Và Razok đang cố gắng phải công người trở lại, đã có được cua dành cho bên phía của Weibo Gaming. Và Tóc Biến bắt tay giữ cho thành công người đối phương, ép thành công được thanh tẩy của Noah. Và bên phía của Natus phải công người trở lại, họ nhắm vào người của Chris. Chris bị làm chế rất nhiều và anh ta đã phải nằm xuống và hai cuộc chiến công đầu nó dành cho Noah lại mất. Một cái sự chênh lệch cấp độ rất lớn đến từ hai người chơi đi rừng. Và cái chất tướng Bobby nó không phục vụ cho việc bạn farm buồn người trở lại. Bây giờ tới công ở khu vực dưới là vô là bắn tung ra. Rất bất ngờ phải không? Vì Razok đã có được cấp độ xảo. Chris cực kỳ thấp máu. Và Noah đang tiến lên và dứt điểm thành công được Chris. Bây giờ đang rất xanh với một cây KD 200. Tấn công và Seohu ở khu vực đường giữa bị hất tung thành công. Và sau đó cầu được điều vào xoáy và outplay luôn cả tốc biến của Seohu. Đang khởi động vào con rồng ở khu vực ở dưới và họ đang có một lợi thế tương đối. Bây giờ bắt đầu gồng suy dòng huyết từ phía của Quay, anh ta đánh thành công được một người về, đó chính là Razok. Và Weibo Gaming đang kiểm soát lại bên trong khu vực hang rồng. Natus đang quay người trở lại 2000 móc của rồng, đó là hợp chế đưa lại buông ra vô bắn được dùng đến từ vị trí của Razok. Anh ta đã quay người trở lại vùng chiến và cướp thành công rồng ngược trở về cho bên phía của Natus. Bây giờ dịch chuyển tới đến từ Humanoid. Trong tình huống này chúng ta được điểm qua những cái đồ và ngọc sức cấp nào, những cái phép hỗ trợ nào. Tiếp cận vào người của đời xã khu vực đường giữa, tốc biến được đầu tư giữ cho thành công của Lai. Lai có thanh tẩy và tốc biến được đầu tư và tạm thời Lai và an toàn. Oscarine bị tấn công người trở lại và ta đã phải nằm xuống. Mã hạ gục dành cho Seohu. Một tình huống chơi rất cảnh giác đến từ Lai trong tình huống này và bắt tay thành công với Chris. Đẩy văng Kasate ra không cho đối phương sử dụng cái chơi khô máu và hơn nữa là sứ giả phản quyết đẹp để khiến cho Oscarini nằm xuống rồi. Bây giờ Fnatic họ là một tấn công sơ sai. Tấn công vào người đời sai ở khu vực đường giữa và đời sai. Chuyến này đi xa lắm rồi. Còn trong khi đó Razok vẫn đang chưa hồi lại vô la băng. Cậu được đặt ra khá áp được từ Humanoid. Nhưng hiện tại cũng không còn xoáy nữa. Rồng còn 3000 máu. Rồng sẽ nằm trong tầm cạnh tranh đến từ cả hai bên. Hang máu. Rồng nó thuộc về bên phía của Natic. Nhưng vô la tung ra giữ cho thành công và có được bàn cục đầu tiên của Chimmy. Quay khá thấp máu tạo thời lượng của nhịp. Đó là anh nói khá nhiều sát thương từ Nam vô la băng trả ngược trở lại. Vô la băng hồi thành công và Lai sẽ phải tắt điện. Razok bị tấn công bởi Dersai. Anh ta bị kéo ngược trở về bởi cái W của Dersai. Tuy nhiên trả luôn cả vô la băng nhắm vào người của Dersai. Dersai bắt buộc phải bật chiêu cuối vẫn đang bị giữ chân liên tục và Dersai cực kỳ thấm máu trở về dàn cứu cánh. Đời sai không có ai cứu cả mà đã phải nằm xuống một hàng gục dành cho bên phía của Natus. Nhưng mà kế bên Noah là một con Milo có rất nhiều bảo hiểm cho nên Seohu cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn mà thôi. Bây giờ Seohu đây, anh ta đang trong những cái nỗ lực làm điều đặc biệt của mình, dùng luôn cả chơi khô máu và hai bên cả vào nhau một nhịp nhẹ khiến mà Noah tới. Ui. Thì tất cả phải lùi về vì Noah anh ta bắn quá kinh dị, tốc bị bắn và dứt điểm thành công được Seohu. Bắt đầu kiểm soát người trở lại. Weibo muốn tiến lên, họ tìm kiếm vào của Chimmy nhưng Chimmy có đủ độ tốc độ di chuyển để có thể lùi về và anh ta lùi về được. Sau đó Weibo Gaming đang bị thua thiệt về lượng máu, hợp chí đội bắt buộc phải trả ra, nó làm quấy rối đội hình của Natus nhưng không quá nhiều. Oscarin đang bắt đầu tiến lên, anh ta tìm kiếm vào của Chris. Chris bắt buộc phải đầu tư cho tốc biến, còn phía bên kia Weibo đang bị tấn công ngược lại. Lai bị tiếp cận bởi Razok và Weibo đã phải là nạn nhân đầu tiên từ bên phía của Natus rồi. Phía bên kia một mình Oscarin đang dồn ba thành viên của Weibo Gaming và Dersai, nỗ lực của anh ta là không đủ, anh ta bổ người trở lại nhưng sẽ thương lộc quá thấp. Bây giờ tiếp tục là về dàn cung cánh đã chính thức rơi vào thời kỳ bất lực của mình. Đúng là như vậy, thậm chí là Weibo không có những vị tướng có khả năng phòng thủ tốt. Lara đến từ Seohu nhưng mà anh ta mất máu không phanh và ta bị trả sẽ thương ngược trở lại, bắt buộc phải đánh một người đi, đó chính là vị trí của Noah. Nhưng mà bỗng dưng Dersai lại phải là người chịu trận thay, anh ta bắt buộc phải mất tốc biến nhưng các thành viên của Natus đã đuổi tới rồi. Một bắn từ Noah và dứt điểm thành công của Dersai. Hơn người từ bên phía của Natus, họ vừa đang chèn lên, đó là Oscar là tốc biến Q3 giữ thành công vào người của Lai. Lai đang bị víu chân và đó là anh nói nó hơi lạc lối một chút. Noah đổi súng, anh ta bắn vào trong người, anh ta tốc biến lên bắn vào người của Lai và Lai ở dạng cứu cánh, anh ta sẽ phải nằm xuống là bố mày hạ gục dành cho Natus. Và bây giờ Seohu anh ta muốn dịch chuyển ra sau nhưng không làm được gì cả, chặn lính nhưng vẫn còn lính. Và Razok đã muốn tìm vào Seohu nhưng không cần nữa rồi. Và sẽ là chiến thắng dành cho các thành viên Fnatic ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Họ thi đấu quá bay, đặc biệt là một con xe Johnny trong tay của Razok hoạt động vô cùng hiệu quả ở thời điểm đầu ván đấu. Nó khiến cho xạ thủ của Fnatic cực kỳ xanh. Humanoid cũng có những tình huống xử lý vô cùng tỉnh táo. Và chiến thắng dành cho Fnatic ở ván thi đấu thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng, tỷ số là 1-0. Cho nên một vị tướng rừng sát thương đánh cặp với mid có CC là một lựa chọn rất hợp lý cho bên phía của Fnatic. Có vẻ như Razok thì sẽ không thuần về đánh con Viego, nhưng Lee Sin cũng là một chất tướng đảm bảo được cái điều như Viego có thể đảm bảo. Và bây giờ chỉ cần chờ cho đợt lính bị mỏng đi, đã bắt đầu tốc biến tiếp cận giữa chân vào của đối phương và tốc biến bắt buộc phải đầu tư từ bên phía của Chris. Razok bắt đầu tiến ra, họ sẽ nhắm vào người của Chris, người không còn tốc biến nữa. Sóng âm trượt nhưng có vẻ không quá quan trọng vì mạng sẽ được nhưng dành cho Noah. Anh ta đóng giày và anh ta chạy thẳng lên đường trên. Trong khi đó thì Seohu không có tốc biến nữa nha. Nên cẩn thận, đó là tốc biến dùng cho mình bùng nổ sức mạnh và quét tài cứu tung ra. Nó chuẩn xác và sau đó là tốc biến đã có được mã gục.
một cú cửa lòng tuyệt vời của Razov. Đẩy cao lính rồi nhưng bây giờ đứng giữa Humanoid bị tấn công. Không, không thả ra quyền lực thiên nhiên nhưng hình như chưa bị lộ tầm nhìn đâu. Chưa bị lộ tầm nhìn đến từ Weiwei trong tình huống này. Có con tốc biến tới giữa cho thành công và đấm ngược trở về. Sau đó Sư Hữu đang là người tiếp cận. Quen tài kiểu khá tốt, dùng tốc biến nhưng vẫn bị giữ chân từ vị trí của Humanoid và anh ta sẽ phải nằm xuống. Đó thì quay... Oscar Rinin đang đẩy lẻ một mình ở đường dưới. Anh ta sẽ có đầu trụ đầu tiên ở dưới này. Và lao vào, dịch chuyển được từ phá đá hai người từ bên phía của Razok. Và có Lucas Vinh Hoàng, hai thành viên của Wave Ultimate đang gặp hiểu. Và một người đã phải xuống là hai người đã phải nằm xuống. Anh ta muốn tìm kiếm vào người của Seohu. Seohu đứng sát vào bên trong trụ. Nhưng đây là 1, 2, 3 thành viên từ bên phía của Natic. Lính được dọn đi. Mặt đây giờ sống được dùng. Nhưng lập tức là có nổ lông cứng. Tốc biến lên làm kén giữ chân. Và có đưa bàn gục thứ tư dành cho Razok. Có. Vẫn bị phát hiện. Bây giờ mới cái mất kiểm soát cắm ra này. Rồi, bây giờ thì bên phía của Natic quay ngược trở lại khu vực hang Baron, họ có thông tin rồi. Và Baron sẽ nằm trong tầm cạnh tranh đến từ cả hai bên. Cấu hiểu vào máu của quay đang bị lâm chém phía bên ngoài. Baron vẫn đang phanh lao vào đến từ bên phía của Oscar Renin. Nhưng Lai khá tỉnh táo là loát về được. Và sau đó là một cái chiêu cuối đến từ Chris khá đẹp để có thể dứt điểm thành công được Jimmy. Đời sai là người có được mạng hạ gục. Baron còn 3.000 máu, bắt buộc phải rút ra. Đó chính là Razok và Baron vẫn đang chưa đang quay tình yêu khá tốt. Tuy nhiên Humanoid bị hất ngược trở về. Và sau đó anh ta cũng đã phải nằm xuống. Đời sai tiếp tục lên tiếng với mạng gục tiếp theo. Và cuối cùng Lai đang được free shot. Mạng hạ gục thứ tư cộng với Baron và quét sạch hoàn toàn cho Weibo. Họ đang đợi cho đời sai hết na khổng lồ thì Natic mới bắt đầu lao vào. Và Rồng 7.000 máu. Rồng vẫn đang được ăn từ bên phía của Weibo người mình. Và lao xuống đến từ Razok bằng hạt thông nổ. Rồng 3.000 máu. Hai bên vẫn đang chưa lập vào nhau. Bắt đầu dùng quyền thiên nhiên trước. Họ tiếp cận vào người của Oscar. Rồng đã có cho Weibo người mình rồi. Và giao tranh bắt đầu nổ ra. Họ nhắm vào người của đời sai. Đời sai có giác. Anh ta lùi về một nhịp. Và tiếp tục là một chiêu cuối cực tốt từ Chris. Nó khiến cho các thành viên của Natic bị đả bại hoàn toàn. Và giữ được con rồng đó là Weibo. Họ đã càn lên Humanoid bị tấn công. Và Humanoid sẽ gặp rất nhiều khó khăn dịch chuyển được đầu tư từ nhà đến từ đời sai. Và đó là một tiếp theo trên Lai. Razok anh ta đã rất đẹp từ nãy đến giờ. Nhưng giờ là lúc mà anh ta có vẻ không còn được một trái banh nào để đá nữa. Razok nằm xuống và quét sạch hoàn toàn cho Weibo. Và dịch chuyển trận đầu. Đây là một con na khổng lồ chuẩn bị đám xuống. Đẩy được hai người vào và tốc biến được đầu tư từ bên phía của Seoul. Lai có được đầu tiên. Bên phía của Weibo bắt đầu lao vào làm gọi từng thành viên của Natic. Mạng thứ hai đã có dành cho họ rồi. Đó là Razok nằm xuống là double kill dành cho Lai. Và họ... luôn luôn là một cái sự khởi đầu nó không thực sự tỉnh táo ở trong ván đầu tiên. Nhưng bước qua những ván sau thì bắt đầu là đột biến. Họ bắt đầu lao vào, họ tiếp cận vào con Razok. Nhưng Razok bị làm chuyện, anh ta đá được ai không? Câu đó là không. Anh ta quá tịch ngồi, chưa đá được ai cả. Anh ta cố gắng là tấn công vào người của Chris phía bên kia. Thì Oscar đang bị tấn công. Và Lai bung một cái thanh lối, nó không trúng vào người của ai cả. Nhưng Lai vẫn lao lên với double kill. Vì đó là cung vong linh. Và bên phía của Wave của người mình đang tràn lên. Đời sai đang tấn công vào người của Jimmy. Còn người bị kẹt lại là Humanoid. Dùng quét tay kiểu nhưng kiểu mới chính là anh ta. Triple kill dành cho Lai. Và mạng hạ gục cuối cùng nó lại là vị trí của đời sai. Nhưng không sao cả, Weibo Gaming cân bằng số 1 đều. Và tỷ số sẽ là 1 đều dành cho Weibo Gaming. Nút thắt đến từ khu vực Hyperon ở trong ván thi đấu này. Một tình huống mà tận dụng đối phương không có chiêu cuối, không có phép bổ trợ. Kèo này thì chắc chắn là bên phía Weibo Gaming sẽ có khả năng đẩy trước. Chắc chắn là như vậy rồi. Weibo sẽ là kèo ép lên ở dưới này. Thậm chí là Alista trước cấp độ 6 cũng không có nhiều sức mạnh cho lắm trong việc là giúp cho xạ thủ của mình có thể tạo ra đột biến dùng. Và thậm chí là tầng thế Ragnarok được bật từ Oscar Renin là trao đổi tài nguyên ở khu vực trên. Nhưng khu vực giữa là Vô La Băng tung ra bắt chuẩn xác. Nhưng đó là phân chia thả đẩy được thành công hai người. Tốc biến được đầu tư. Humanoid bị chung lại. Và đó là solo kill cho Seohu. Một team nhưng lại ở lại quá lâu. Bắt vào người của Chris. Nhưng mà Chris có lăng kính phòng hộ, anh ta vẫn đang khá là an toàn. Anh ta thoát khỏi tình huống tấn công đến từ Razok. Và Chris vẫn sống. Đó là quyền lực thiên nhiên tung ra. Nhưng Chris trả mạng ngược trở lại là một đội bộ ở khu vực này. Tuy nhiên, và nó sẽ giúp cho Fnatic có được những cái lớp kiến trụ trang. Họ muốn tấn công nhưng mà bắt bài hoàn toàn. Đó là phá sáng chuẩn xác giữa chân vào của Razok. Và bắt lao vào đến từ vị trí của Humanoid. Họ tiếp cận vào người của đối phương. Và nãy như hiện tại đây là quay và đã phải nằm xuống một hai gục cho bên phía của Natic. Chưa có được những công cụ, chưa đủ mạnh, chưa đủ cứng cáp để có thể tồn tại trong giao tranh đồng. Humanoid chỉ có được trở lại nào. Và lao vào combo nhưng lại tiếp tục là phân chia thẻ rất đẹp từ Seohu. Anh ta xỉa liên tục và mẹ hạ gục đầu tiên đã có. Nó dành cho Chris. Chris vẫn đang đứng tuyến đầu. Anh ta không khác gì một tăng cơ cả. Và xỉa tuyến sau là Seohu. Ra dọc nằm xuống. Jimmy là nạn nhân tiếp theo mà thôi. Ôi, chưa đủ tầm. Đường dưới là solo kill dành cho Lai và đường dưới cũng đã có được mạng gục double kill cho Seohu. Trong khi đó thì Seohu cũng đã có được Nanya So. Anh ta lên Nanya So trước so với cả các món trang bị thần thoại bây giờ sứ giả.
sứ giả còn 2 máu. Quyền là nhiên mở ra, sứ giả đã có và đi bên phía của Natic, nhưng quan trọng họ lùi về được hay không. Họ nhặt được sứ giả, đó chính là Humanoid, bắt không trúng ai cả. Phan lao vào từ Wayway, anh ta ăn một cái vô đa băng. Phan lao vào đến từ vị trí của Chimby, hất ngược trở về. Oscarin có được màn gục đầu tiên của Wayway. Phía bên kia đời xa cố gắng là câu 3 thành viên vương, và 2 màn hạ gục cho bên phía của Natic với khả năng quậy đến từ của Olaf. Đó là bắt và trúng, nó trúng không trúng vào người của Noah. Humanoid là người che và đời xa đang bị tiếp cận, và đó là màn gục thứ 3 cho bên phía của Natic. Góc này là góc khá nguy hiểm với Chris cùng với cả là Xiaohu nha. Ngay lập tức họ phải lùi về trong tiểu này. Và cấu rỉa máu rất khó chịu đến từ Weibo trong tiểu này. Dùng luôn cái chiêu cuối đến từ vị trí của Chris và khiến cho Chibi mất đi nửa lượng máu của mình. Razok vẫn đang đứng chờ với cái vô là bằng anh ta lao qua tìm kiếm vào người của Xiaohu. Xiaohu dùng tốc biến và đó là pha khóa sáng được 2 người. Sau đó đời sai lao vào, Win tự nhiên trả ra đến từ cả 2 bên đang bắn ở phía sau. Đó chính là vị trí của Lai. Weibo có được một đầu tiên và Lai thoát qua phía bên kia tường là khóa sáng chuẩn sáng. Phía bên này đời sai vẫn đang quậy, anh ta tìm kiếm vào Noah. Noah bắt một phía tốc biến nhưng đời sai vẫn đang chơi game được. Chris vẫn đang chơi game được. Đây là SP carry và đời sai đang lao lên tới trước. Anh ta zone 2 thành viên của Weibo, còn tuyến sau thì Humanoid là người phải nằm lại là 3 mạng cho bên phía của Weibo. Và bắn vào trúng Noah là người che sao chia được, và đó là đời sai lao vào giật được của Noah. Họ tìm kiếm vào Mega Mid, họ tìm kiếm vào Mega Boss và đã có được 2 mega rồi. Và họ đã có được 2 cái nhà lính của đối phương. Humanoid vẫn đang cố gắng đẩy để anh ta lấy cái trụ ba có tiền thưởng mục tiêu này. Nhưng Weiwei cùng với đồng đội của anh ta quyết định là end game. Đó là cầu bộ tôi hưởng tung ra và dịch chuyển bắt đầu được đầu tư. Vô lo bạn được tung, nó trúng vào một người từ bên phía của Weibo, nhưng Chris vẫn đang an toàn. Anh đi lối, nó không có quá gì sát thương. Và đời sai đang là người đứng trước, đời sai che sát thương cho những người đồng đội của mình. Đời sai bị bắn ngược trở lại, anh ta tạm thời lùi về. Và các thành viên của Natic vẫn đang bị cấu rỉa liên tục với sức sát thương của Chris, với sức sát thương của Lai. Một trụ bảo vệ dính nóc đi và lao vào đến từ Razok, nhưng nó không quá hiệu quả. Đó là phần chiến thuật được dùng từ Humanoid nhưng cũng không quá hiệu quả. Và Lai có được mà cũng đầu tiên dùng dơ của máu, đó chính là đời sai. Anh ta cũng đã phải nằm xuống rồi, nhưng các thành viên của Weibo vẫn có được hàng ngũ phản lao vào của Seoul, đẩy phần chiến thuật được 3 người. Và Chris đang xả sương lưu sau, Lai xả sương lưu sau và bắt đầu tìm kiếm vào tuyến trước đối phương. Lai bắn được double kill và sẽ không phải là triple kill, nhưng nó sẽ là chiến thắng cho Weibo. Và sẽ là chiến thắng dành cho Weibo. Một hành trình vô cùng cảm xúc của Weibo để đến với chung kết thế giới, và tiếp tục là một hành trình vô cùng cảm xúc của họ để hướng tới là tứ kết chung kết thế giới 2023.